Thôi không chuyện nữa, chuyện nữa. Yeah. Anh sẽ chữa cái bài lab S2 đúng không? Của cái kỳ 3 liên quan phần switching, liên quan các giao thức, liên quan đến VLAN, VTP, trunking, LACP đúng không? Routing inter VLAN, DHCP, DHCP relay, được chưa? Và trong bài này có một cái hơi khác, đó là cái phần đấu nối. Cái phần đấu nối nó không đấu trực tiếp mà đấu nối qua VLAN. Cụ thể như sau này. Xuyên 1 và xuyên 2 cấu hình nhá. VLAN 10 này. VLAN 10. Đấy. VLAN 20. VLAN 30. VLAN 40. Ok chưa? Hai cái switch 1, switch 2 cấu hình nhau, cấu hình trunking tạo group LACP đúng không? Trên router R0 tạo 4 sub interface cho 10, 20, 30 đúng không? Ở router R0 đối với switch layer 3. Đối với switch layer 3 lưu ý nhá. Đối với switch layer 3 nó có hai phần. Nó có hai kênh. Kênh đầu tiên là nối với router internet, router R1 đây, địa chỉ 1.2 và 1.1. Đây là hai địa chỉ cùng subnet. Do vậy switch layer 3 chỉ đóng vai trò là gì nhỉ? Là vận chuyển transport thôi, nó đấu nối kênh thôi, chứ không đặt IP như switch layer 3 đối với VLAN 50. Tức là trên nào switch layer 3 tạo VLAN 50 thôi, gắn cái port phát 0 trên 3 vào VLAN 50 và dẫn VLAN 50 lên cổng R0. Router R0 tạo hai sub interface, một là phát 0.0.50 để đấu nối với router R1 và phát 0.0. Phát 0.1.51. VLAN 51 như thế nào? VLAN 51 là đấu nối giữa R0 và switch layer 3. Trên switch layer 3 tạo interface VLAN 51 là 10.1.51.2, 10.1.51.1. Được chưa nhỉ? Đấy thì là nó có một cái đoạn subnet R0 đối với switch layer 3. Rồi switch layer 3 đấu nối với DHCP server là VLAN 60 cơ. Và chúng ta không đặt IP trên cổng phát 0.2 mà tạo VLAN 60 và tạo interface VLAN 60 gắn port phát 0.2 vào VLAN 60. Đúng không? Do vậy thì router R0 sẽ có mấy subnet, tất cả 4 subnet bên này và 2 subnet bên này là 6 subnet. Router switch layer 3 chỉ có 2 subnet thôi, một trên là VLAN 51 và một là VLAN 60. Và khi chạy định tuyến chỉ cần router R2 network hai mạng này thôi, router R4 network cái mạng này thôi là được. Và IP tất cả máy tính ở đây mà muốn nhận IP từ DHCP server, tôi chỉ cần cấu hình IP helper DHCP relay trên từng sub interface một thôi. Được chưa? Thấy đúng nhỉ? Đó. Và có yêu cầu nữa, sau khi làm xong thì trên router R0 này là phải cấu hình định tuyến để ra ngoài internet. Internet đây là router internet, thì router R0 phải đẩy default root đến địa chỉ 192.168.1.1 đúng không? Router này giả lập internet sẽ thực hiện NAT overload qua internet. Trong bài lab từ thiết bị thật tại lớp ấy thì các em sẽ lấy router 2811, em NAT overload trên cổng này là được, được chưa? Rồi. Câu tiếp thực hành như sau nhá. Trên router này, bước 1 này tôi phải tạo học VTP chưa? Switch này sẽ là foot switch server. Nhưng mà muốn cô hình VTP ấy thì em phải cô hình cổng trang trước đúng không? Interface range phát 0 trên 1 Fitbot 1 trang. Ok. Interface phát 0 trên 5 cũng phải Fitbot 1 trang. Ok. Cổng 3 gắn vào VLAN 30, cổng 4 gắn vào VLAN 40 làm luôn. À, nó bảo là VLAN 30 chưa tồn tại thì có phải gắn lại không? Em chỉ cần tạo VLAN 30 và VLAN 40 thôi. Nhưng mà do cái cổng này này nó tác cả VLAN 10 20 lên đây, dẫn lên đây nên nên router có switch này này. Em phải tạo cả VLAN 10 và VLAN 20 nữa. Rồi. Show VLAN bridge. Được chưa? Em đã thấy VLAN 10 20 chưa? Đúng không? Rồi cấu hình VTP đi. Từ cấu hình bot channel trước nhá. Ta cấu hình bot channel trước, nên cấu hình trang trước. Interface range phát 0 trên 1. Channel group 11 active đúng không? OACP mà. Đấy, tạo interface bot channel PO1 fit bot 1 đi. Chẳng là được, được chưa? Đấy, chiếc router bên này cũng thế. À, chiếc ship bên này thì nói interface range
mốt đi qua ship interface PU1 ship bot mốt đi ok. Làm xong em phải kiểm tra xem cái Ether Channel nó up chưa. So chưa được, cổng chưa up, nó phải là chữ P cơ. Chờ một lúc đúng không? Trong khi chờ đợi tôi gọi VTP luôn. VTP domain CCNA VTP mode server. Đó. VTP bat Cisco. Ok không nhỉ? Rồi. VTP domain gì? VTP bat Cisco VTP mode client. Em thấy bot channel bây giờ up này. So Ether channel 60 up chưa? Bây giờ được đúng không? Rồi. So VLAN bridge thấy 10, 20, 30 chưa? Gắn bot nào? Bot 3 vào VLAN 10 và bot 4 vào VLAN 20 đúng không? Rồi, rõ chưa? Trên cổng phát 0.0 tôi phải tạo 4 sub interface đúng không? Nhưng mà cho các cổng kia thì các em tự làm nha, anh chỉ tạo trước VLAN 10 và 20 thôi, được chưa? Endcap nó tương tự thôi, 10 và 30 thì cho nó dễ đấy. IP address 10.1.10.1. Rồi. Thì tôi với phát 0.0.30 đi. Add các thường đốt ăn kêu cách phải 30, đúng với VLAN 30 luôn. À xin lỗi. No đi, add 300 nhầm ạ. Ấn lên 30 rồi, IP address 10.1. Rồi. Ok không nhỉ? Cổng nó chưa bật, phải cổng phát 0.0 này, phải nấu sẵn lên trước đã. Rồi. Ok. Tôi đợi lên trên này, trên cổng phát 0.1 em phải tạo 2 sub interface là 50 đúng không? Và 51. Interface phát 0.1 nấu sẵn. Thì tôi phải phát 0.1.51.50. Cách bao nhiêu? Một chấm hai đúng không? Rồi. Thì tôi phải phát 0.1.51. 10.1.51.1. Đúng không? Rồi. Trên cổng này là phát 0.1 này. No support. Ship bot trăng sẽ đối ship bot phải là cổng trăng nhá. Ship bot trăng đối ship này 3 phải đánh lại này trước. Encap relation dot on queue ship bot mode gì rồi ok chưa, phải tạo VLAN 50, tạo VLAN 51 được chưa, tạo VLAN 50 để đổ cái VLAN 50 này 1.2 thông 1.1 phải gắn cổng phát 0.3 vào VLAN 50 nhớ chưa. Tạo VLAN 51 không gắn vào cổng nào hết mà tạo interface VLAN 51 IP address 10.1.51.2. Tạo VLAN 60. Tạo interface VLAN 60.
Interface phát không trên 2, fit bỏ set VLAN bao nhiêu? 60. Show IP. Được chưa? 51.2 và 60.1. Show IP root. À, con phải bật tính năng định tuyến lên. IP routing. Rồi. Rồi. Được chưa? Bình này, bình thử ạ. Bật cái này cho nó xanh kia đi á. Mười chấm bao nhiêu? 1.51.1 phải thông. Bình nhìn router ấy. Interface VLAN 51 bình đến cái địa chỉ của cổng kia. Rồi đó. 60.1. Bây giờ tôi sẽ chạy định tuyến nha, chạy rip cho nó nhanh. Router rip network 10.0.0 là được. Tất cả chạy định tuyến hết đúng không? Em lấy lệnh này thì router con switch này nó chỉ network mạng 51 và mạng 60 nhá. Không mạng đây không có mạng nhá, đây chỉ là VLAN dẫn thôi, được chưa? Trên router là không. Router rip network 10.0.0. Rồi. Show IP root. Có mạng 60 chưa? Đúng không? Bây giờ tôi cố gắng helper để đẩy cái IP đến chưa? Được không? Tôi phải phát 0 trên 0 chấm. Bao nhiêu? 10 IP helper 10.1 chấm 60 chấm mấy? 2. Tôi phải phát 0 trên 0 chấm 30 IP helper. Rồi. Thì trên con trên con 60.2 này em phải đặt hai cái pool. Đúng không? Hai cái pool 10.1.60.2. Rồi ok. Bình. Bình thành công không? Rồi. Trên này tôi cố gắng DHCP. Switch DHCP. On lên. Đúng không? Một cái là 10.1 chấm bao nhiêu? 10.100 đây. Xếp vào. Tạo VLAN nữa đây. 10.1.30.1 8.8.8 10.1.30.100. Ép vào. Anh sửa này tí nhá. Thằng này gateway là 10.1.10.1 đúng không? 8.8.8 10.100. Xếp vào. Rồi ok. Thế vậy đó, từ VLAN này tôi sẽ cấu hình là thành công chưa? 10.100 chưa? 30 nhá. Được thôi. 30.100 chưa? Rồi. Đấy. Thì từ đây mà muốn bình thông đây thì cái cổng này bật lên. Nhưng mà con này phải chạy định tuyến. Đúng không? Một chín hai chung tám chấm một chấm một đúng không? Đó. Con này bật lên, chạy định tuyến nhá. Router rip. À phải network 192.168.1.0. Em hiểu chưa? Nhưng mà như vậy ấy, thì con này phải network 192.168.1.0 đúng không? Rồi. Con này bình xem thông 1.1 thế này nhá. Xong rồi đúng không? Dẫn đúng VLAN chưa? Đúng không? Nét của các bạn này vào. Bây giờ nhá, thì trên router này số IP root. Thằng này nó sẽ nhận được hết các bạn 10 chấm này. Do về rip version 1 nên tự tóm tắt về 10.0. Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, thì từ đây nó vẫn binh được 192.168.1.1 bình thường. Tại vì nó đẩy router đẩy
đến router biên mà. Được chưa? Đấy. Tức là ở đây là tóm lại cái bài này này, nó khó mỗi là cái đoạn này các bạn hơi khó hình dung. Router nào không là tạo hai sub interface này. Một sub là nối trực tiếp với thằng này thì con này chỉ là transit VLAN 30 50 thôi. Một sub phải nối với router R3 tạo sub tạo interface VLAN. Và vừa lại tạo một interface VLAN nữa nối với router DHCP. Còn helper thì vẫn thế. Hiểu chưa? À, ok.